Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Thiên Kịch tập 99. Văn sĩ Trung Niên đang phụ trách đứng ở phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn người thanh sam tu sĩ vừa bị lôi trở lại. Hắn không nói lời nào cả, chỉ giơ tay phải lên. Từ lòng bàn tay của hắn một đoàn ánh sáng đỏ như máu hiện ra, bùng nổ tạo thành một lực hút kinh người. Người thanh sam tu sĩ đã kiệt sức không thể nào chống cự, ánh mắt thì hoảng loạn. Hắn bị lực hút kéo chặt, từng giọt máu từ cơ thể của hắn bị rút ra, bay thẳng vào tay của văn sĩ Trung Niên. Trong chớp mắt, người thanh sam tu sĩ chỉ còn là một cái xác khô, rồi lập tức tan thành tro bụi. Cả đám ngoại vi đệ tử còn lại đều sợ hãi, không dám thở mạnh. Toàn bộ cảnh tượng quá mức tàn nhẫn, ai nấy đều hiểu rằng nếu có ý định chạy trốn hoặc là không tuân lệnh, hậu quả sẽ không khác gì thanh sam tu sĩ kia. Vương Lâm vẫn ngồi yên, ánh mắt bình thản, thế nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó. Giữa sự kiểm tra kỹ lưỡng này, nếu không may bị phát hiện, hắn sẵn sàng kích hoạt phương pháp đào thoát cuối cùng. Dù là đối mặt với cường giả Nguyên Anh kỳ, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Quá trình kiểm tra tiếp tục diễn ra, từng đệ tử ngoại vi bước lên bị kiểm tra kỹ lưỡng, trong không khí đầy căng thẳng và u ám, tiếng thở dài và những lời bàn tán vang lên thấp thoáng. Ai cũng hiểu rằng chỉ cần một chút sơ sẩy, mạng sống của bọn họ sẽ chấm dứt ngay tại đây. Thời gian trôi qua, nhóm của Vương Lâm cuối cùng cũng đã đến lượt. Hắn chậm rãi bước tới trước mặt vị tu sĩ hồng bào phụ trách nhóm thứ ba. Người này chính là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Ánh mắt sắc bén lướt qua thân thể của Vương Lâm, không hề có dấu hiệu sợ hãi. Vương Lâm vẫn duy trì vẻ ngoài trầm tĩnh, giống như là một tu sĩ trúc cơ tầm thường. Tu sĩ hồng bào nhẹ nhàng giơ tay, đầu ngón tay vừa chạm tới mi tâm của Vương Lâm, một luồng thần thức từ tu sĩ này lập tức xâm nhập vào cơ thể của Vương Lâm dò xét cẩn thận. Tuy nhiên, khi mà thần thức của đối phương thâm nhập, nó chỉ cảm nhận được một dòng linh lực yếu ớt như là bất kỳ đệ tử trúc cơ nào khác. Nguyên thần của Vương Lâm đã được ẩn giấu một cách hoàn hảo, sự tĩnh lặng ở trong tâm hồn và kỹ thuật che giấu tu vi của hắn hoàn toàn khiến đối phương không phát hiện ra điều gì bất thường. Vị tu sĩ hồng bào thu hồi tay, gật đầu ra hiệu cho Vương Lâm rời đi. Ánh mắt của hắn chỉ lướt qua mà không dừng lại quá lâu. Vương Lâm lặng lẽ lùi lại, ngồi xuống vị trí cũ, bình tĩnh thổ nạp như là không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng đây chỉ mới là khởi đầu, mọi hành động tiếp theo đều phải cực kỳ là cẩn thận. Kiểm tra tiếp tục diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, những nhóm khác cũng bị rà soát một cách kỹ lưỡng, thế nhưng mà không có thêm ai bị phát hiện hành vi khác thường. Văn sĩ Trung Niên sau khi hoàn thành việc kiểm tra, sắc mặt không tốt, dường như không hài lòng với kết quả. Có thể kẻ gây ra chuyện này đã che giấu quá kỹ, hắn lạnh lùng lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tất cả các đệ tử ngoại vi một lần cuối cùng. Sau đó, văn sĩ Trung Niên cùng với đám người của hắn nhanh chóng rời khỏi khu vực ngoại vi. Tuy cuộc kiểm tra đã tạm thời kết thúc, thế nhưng mà bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm cả khu vực. Các đệ tử ngoại vi dần tàn ra, nhưng mà ai nấy đều hiểu rằng sự việc chưa kết thúc, nguy hiểm vẫn còn rình rập. Vương Lâm ngồi dưới bóng cây, khe nhắm mắt lại suy nghĩ sâu xa. Vương Lâm ngồi yên trong động phủ, ánh mắt chăm chú nhìn khối tiên ngọc trong tay. Hắn biết rõ rủi ro khi mà nuốt tiên ngọc để khôi phục tu vi, thế nhưng mà tình thế hiện tại không cho phép hắn chần chừ. Để chuẩn bị cho đại hội sắp tới và cơ hội xâm nhập vào trong nội môn của huyện Hồn Tông, hắn cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Vương Lâm quyết định thử nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng ấn lên khối tiên ngọc, điều khiển linh lực từ từ xâm nhập vào đó. Ngay lập tức thì một luồng tiên lực hùng mạnh bùng nổ, lan tỏa ra khắp không gian động phủ, bao trùm lấy thân thể của hắn. Vương Lâm ngồi khoanh chân, tâm trí tập trung cao độ. Tiên lực từ khối tiên ngọc chảy vào kinh mạch của hắn như là một dòng suối cuồn cuộn, mạnh mẽ thế nhưng cũng vô cùng tinh thuần. Hắn điều khiển tiên lực lưu chuyển qua từng điểm huyền đạo để nó dung hòa với linh lực ở trong cơ thể của mình, không để xảy ra tình trạng xung đột. Thời gian trôi qua, cơ thể của Vương Lâm dần dần thích nghi với sự xuất hiện của tiên lực, tu vi của hắn theo đó mà tăng tiến không ngừng, từ Nguyên Anh trung kỳ bắt đầu tiến tới đỉnh phong. Cảm giác tu vi hồi phục khiến hắn không khỏi cảm thấy kích động, thế nhưng mà vẫn giữ vững tâm trí, không để cảm xúc chi phối. Trong khoảng khắc, tiên lực từ khối tiên ngọc dường như cạn kiệt. Vương Lâm mở mắt, một tia sáng kỳ lạ lóe lên ở trong đôi mắt của hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng tu vi của mình đã vững chắc ở Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí còn mơ hồ chạm đến ngưỡng của Nguyên Anh hậu kỳ. Vương Lâm khẽ nhíu mày, mặc dù sự khôi phục này giúp hắn mạnh mẽ hơn, thế nhưng mà muốn hoàn toàn lấy lại tu vi đỉnh phong thì vẫn cần thêm thời gian và cơ hội tốt hơn. Chưa kể việc hấp thu tiên ngọc một lần nữa là quá mạo hiểm, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây nguy hại nghiêm trọng. Hắn đặt khối tiên ngọc đã cạn kiệt sang một bên, đứng dậy, đi lại trong động phủ để suy nghĩ tiếp về kế hoạch sắp tới. Đại hội của luyện hồn tông vào tháng 6 là cơ hội duy nhất để hắn thâm nhập vào nội môn, nơi có chủ mạch linh lực lớn mà hắn đã phát hiện trước đó. Nếu có thể hấp thu chủ mạch linh lực đó, tu vi của ta sẽ tăng lên nhanh chóng, thậm chí có thể khôi phục hoàn toàn. Thế nhưng mà nguy hiểm ở đó không ít, nhất là với sự hiện diện của các tu sĩ anh biến kỳ và những lão quái vật khác.
Ở bên ngoài động phủ, ánh mặt trời đã lên cao. Vương Lâm biết rằng thời gian đang dần trôi qua và hắn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho những ngày sắp tới. Quyết định của hắn đã được đưa ra, tham gia đại hội và tìm cách tiến sâu vào nội môn của Luyện Hồn Tông bất chấp nguy hiểm. Đây chính là cơ hội duy nhất để hắn tiến xa hơn trên con đường tu luyện và khôi phục toàn bộ sức mạnh của mình. Vương Lâm sau khi trầm ngâm và dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức thì hướng ánh mắt về phía xa, nơi một nữ tu sĩ bí ẩn đang quan sát. Anh nhanh chóng bay đến chỗ của nàng, nơi cô đã lùi lại và tỏ vẻ mời gọi. Dù cô có vẻ đẹp tuyệt thế, Vương Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và hỏi thẳng: "Ngươi biết ta?" Nữ tử với giọng nói êm tai đáp rằng anh không còn nhớ cô nữa. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nàng, thế nhưng dù cố gắng, anh không thể nào nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Gió núi thổi qua làm tóc của nàng bay nhẹ, tạo nên một vẻ đẹp thoát tục như là tiên tử. Nữ tử ấy tự giới thiệu mình là Liễu Mi, thế nhưng mà Vương Lâm vẫn lạnh lùng đáp không quen. Liễu Mi nhẹ nhàng thở dài và cười, một nụ cười tươi tắn như là ánh nắng mùa thu, khiến khung cảnh xung quanh dường như trở nên nhạt nhòa. Cô nhắc lại một kỷ niệm cũ khi mà họ từng gặp nhau tại hàng nhạc phái, nơi có một thiếu niên đeo đại kiếm. Tuy nhiên Vương Lâm vẫn không nhớ, dù vậy anh không ngạc nhiên khi mà Liễu Mi biết thân phận của mình, vì từ lúc nghe tên của nàng anh đã đoán được cô là ai. Vương Lâm nhận xét rằng anh chỉ biết một Liễu Mi là người có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông và nàng không phải là đệ tử của Chu Tước Quốc. Liễu Mi có một chút bất ngờ trước lời nói của Vương Lâm và hỏi lại đầy nghi vấn. Thế nhưng Vương Lâm không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt bình thản. Sau một lúc im lặng, Liễu Mi thở dài và nói rằng có lẽ đã có hiểu lầm. Vương Lâm lập tức ngắt lời, nhấn mạnh rằng chỉ những người thuộc Chu Tước Quốc mới có thể xuất hiện ở cả Huyền Đạo Tông và Luyện Hồn Tông. Điều đó khiến anh nghi ngờ thân phận của nàng. Dù vậy anh vẫn sợ đi, không muốn đối thoại thêm. Liễu Mi khi mà thấy Vương Lâm rời đi mỉm cười và khẳng định rằng cô thực sự là người của Chu Tước Quốc. Vương Lâm với ánh mắt trào phúng nhắc đến chiếc vòng ở trên tay của cô mà anh đã từng thấy trên người Hồng Điệp, một dấu hiệu quan trọng làm tăng thêm nghi ngờ của anh về nàng. Không dừng lại, Vương Lâm bay lên và rời khỏi nơi đó. Sau khi anh đi xa, Liễu Mi cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay, do gió núi làm tay áo bay lên và để lộ ra. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Vương Lâm và thầm than thở. Cô nghĩ về sự thay đổi của anh sau 500 năm, từ một thiếu niên ngây thơ giờ anh đã trở thành một người có nội tâm cứng rắn như thép. Tuy nhiên cô tự hỏi đạo tâm của Vương Lâm hiện tại là gì, ẩn sâu sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. Vương Lâm sau khi gặp được Liễu Mi và rời đi, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thầm nghĩ về áp lực từ Chu Tước Quốc, một thế lực quá mạnh mẽ bao trùm toàn bộ Chu Tước Tinh. Vương Lâm cảm nhận áp lực này, đặc biệt khi tu vi càng cao thì càng cảm giác áp lực lớn. Dù chỉ trải qua một chuyến ngắn ngủi đến Chu Tước Quốc, ký ức về nguy cơ vô hình vẫn luôn đeo bám anh, giống như một bầu trời bị che khuất bởi mây đen. Để vượt qua áp lực đó cần phải chém đứt nó bằng một thanh kiếm sắc bén. Chu Tước Quốc chính là bá chủ của Chu Tước Tinh, thế nhưng mà Vương Lâm nhận ra rằng dù mạnh mẽ, đất nước này đang chìm trong một luồng tử khí. Không phải là sự tuần hoàn sinh tử bình thường mà là sự thiếu hụt sinh khí, dấu hiệu của sự suy tàn. Anh thầm nhận định rằng Chu Tước Quốc sắp bước vào thời kỳ mạt vận. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của tiên kịch tập 99, các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.